Một điều tra viên huyền bí người Nhật có tên là Taguchi đến từ kênh YouTube Taguchi Camera đã có những trải nghiệm đáng sợ khi anh ấy đi đến một khi trắng đang bị bỏ hoang có tên là Shirikwa để tìm hiểu về một ngôi nhà được cho là đang bị ma ám rất nặng. Được biết thị trấn này đã bị bỏ hoang hơn 28 năm nay. Điều đó cũng dễ hiểu vì sao nơi đây luôn bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo hoang vu, đặc biệt là những ngôi mộ không ai chăm sóc này. Người ta nói bây giờ cư dân duy nhất của ngôi làng Shirikwa chính là những người đã chết và đang nằm yên bên dưới những ngôi mộ kia. Đợi khi đêm đến, Taguchi đã đi một mình vào ngôi làng không có người sống này. Và ngay khi đặt chân vào nơi hoang vu này, Taguchi bắt đầu nghe thấy những âm thanh ma quái đèn phát ra ở đâu đó nghe rất gần. Nên anh ấy đã quyết định đặt một máy quay đo thân nhiệt ở gần khu vực đó để có thể nhìn rõ hơn những thứ đang ẩn nấp bên trong bóng tối. Và những gì mà máy quay đo thân nhiệt của anh đã bắt được đã làm anh ớn lạnh đến tận xương tủy. Rõ ràng khi đó máy quay đo thân nhiệt đã bắt được một hình dạng nhiệt rất giống với một con người bình thường. Nhưng kỳ lạ thay, máy quay và mắt thường không thể nhìn thấy được hình dáng người này. Rồi thì đột nhiên bất ngờ, người đó đã chạy lao về phía của Taguchi. Vì không kịp chuẩn bị tinh thần cho tình huống bất ngờ này, nên Taguchi đã phản xạ theo tự nhiên, đó là bỏ chạy. Thật sự rất khó để có một lời giải thích phù hợp cho đoạn phim này. Và nếu bạn muốn xem chi tiết hơn về cuộc điều tra này thì bạn có thể tìm đến kênh YouTube Taguchi Camera để xem nhé. Đoạn phim đáng sợ này đã được quay lại tại một viện bảo tàng cũ, được xây dựng vào năm 1879 bởi một chủ đồn điện giàu có tên là Levin Valentine ở Victor, New York. Ban đầu tòa nhà được biết đến như là một nơi chuyên mua sắm, nhưng sau khi xuất hiện một công trình đường sắt cắt ngang thì mọi kế hoạch xây cất đều phải dừng lại. Cũng kể từ đó, tòa nhà đã bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ qua. Được biết viện bảo tàng này đã bị ám hơn 16 năm nay. Cho đến tháng 4 năm 2006, đã có một nhóm điều tra huyền bí tìm đến đây và cũng đã qua đêm ngay bên trong viện bảo tàng khét tiếng này. Bởi trước đó họ đã được nghe qua những tin đồn rất ma quái về nơi đây. Và đoạn phim gốc này đã được chia sẻ bởi một tài khoản YouTube có tên là Nitro Cio. Khi đó đã gần 1 giờ sáng, một trong những chiếc camera nhìn trong viện bảo tàng đã bắt được một thứ gì đó rất lạ đang di chuyển ngay trước mặt của một thành viên trong nhóm điều tra.
Mình đoán là ở lần xem đầu tiên, bạn sẽ khó nhận ra thứ kỳ lạ đó, nên mình sẽ tăng độ sáng lên và tua nhanh đoạn phim hơn một chút. Nếu bạn vẫn chưa thấy, thì bạn thử xem qua bộ lọc màu này nha. Đã có nhiều chuyên gia về hình ảnh cố gắng tìm hiểu về đoạn phim bí ẩn này và họ đều đồng ý với nhau rằng đoạn phim này hoàn toàn không hề qua chỉnh sửa. Với nhiều người thì ma quỷ không hề có thật, nhưng hiện nay trên các diễn đàn, đặc biệt là YouTube và TikTok, luôn luôn xuất hiện những đoạn phim tâm linh huyền bí được lấy từ camera an ninh rất khó để giải thích, điển hình như đoạn phim sau đây. Xem nha. Đoạn phim đáng sợ này được chia sẻ bởi một người phụ nữ có tên là Tina. Cô nói, trong khi đứa con trai của cô đang ngồi chơi game, thì bất ngờ có những hiện tượng quái dị xảy ra. Ban đầu là cánh cửa ra vào tự động mở ra. Sau đó, đến lượt cái ghế của con cô đang ngồi. Sự kiện đáng sợ xảy ra một cách đột ngột khiến cho con cô sợ hãi tột độ và bỏ chạy ra khỏi căn phòng yêu thích của nó. Cô Tina còn chia sẻ thêm, trước đó ngôi nhà của cô cũng có xảy ra những hiện tượng không thể giải thích, như là những cánh cửa tủ tự động lắc lư rất mà quái như thế này. It's happening again. Look at the door. It's going a bit crazy. What is that? Oh no. Đáng sợ nhất, rùng rợn nhất là cái khoảnh khắc này. What is this? What's again happening? I'm making video and a show. No. Khi đó hai mẹ con đang ngồi thư giãn xem TV, thì đột nhiên cánh cửa ra vào rùng lắc đình dữ dội. Cùng lúc đó, cây ghế trong phòng cũng bị tác động. Kinh hoàng nhất là ngay sau đó cô Tina đã bị kéo lại bởi một thứ gì đó vô hình. Nếu bạn không tin, thì bạn sẽ giải thích như thế nào về những hiện tượng này?